Sau 3 năm liên tục nghiên cứu, tiến sĩ Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã phát hiện nhiều đặc tính ưu việt và trồng khảo nghiệm thành công loài cây có quả mang hương vị 3 trong 1. Loài cây này được ông đặt tên là Magic S và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây là công trình nghiên cứu giống cây trồng mới trong điều kiện sản xuất tại Việt Nam, lần đầu tiên được tác giả công bố. Cây Magic S là loại cây họ cà, trong nhân dân đang tạm gọi là cây cà chua thân gỗ. Cây Magic S là loại bản địa của dãy núi Andes thuộc Nam Mỹ, được tiến sĩ Phạm S. đem về Việt Nam theo chương trình trao đổi giống cây trồng từ vườn thực vật Kew Hoàng gia Anh từ năm 2014. Tại Việt Nam, cây này chính thức có tên thương mại là cây Magic S. Tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo những giải pháp để thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận giảm bớt nhà kính nhà lưới. Tuy nhiên, trong thực tế, thực hiện vấn đề này rất là khó bởi vì không ai nhường cho ai và không ai dành một vị đất để mà tạo cây xanh để phát triển về cái công bằng giữa môi trường và vấn đề kinh tế. Để giải quyết bài toán về lợi ích kinh tế, do đó là chúng tôi cũng đã tập trung nghiên cứu và trong nhiều năm qua và đến nay đã nghiên cứu thành công cây Madrid. Đây là một cây đảm bảo các yêu cầu hội nhập về kinh tế, vấn đề môi trường và không cần trồng công nhà kính nhà lưới nhưng vẫn có giá trị cao và phù hợp với du lịch kinh nông. Theo đánh giá của ngành chức năng, cây Magic S là cây hội nhập quốc tế bởi tiềm năng thị trường rất lớn của sản phẩm sản xuất từ cây này. Cây thích ứng với biến đổi khí hậu, bởi cây được trồng trong điều kiện tự nhiên, dễ chăm sóc, giá trị kinh tế cao. Sau khi trồng khoảng 12 tháng, cây Magic S bắt đầu kết trái và ra trái quanh năm. Năng suất mỗi cây đạt từ 20 đến 40kg mỗi năm. Hiện giá bán tại thị trường Việt Nam khoảng 1 triệu đồng mỗi kg. Cái cây này phát triển tương đối nhanh. Tính từ khi mà cái cây nó cỡ khoảng trường độ 15 cm ấy, thì tôi cắm xuống trồng đến giờ phút này là hơn năm, nó đã cao như này rồi, nó có trái rồi, nó về chăm sóc cũng rất dễ. Mà trồng cái cây này nó phù hợp với cả một số cái vùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và với cái giá trị kinh tế như hiện nay, và có thể nói là cây này là một trong những cái cây đang là đưa vào cái cây rất là hot của cái cây Magic hiện nay, là nó từ khoảng cỡ 12 đến 14 tháng khi chúng ta cho thu hoạch, thì với một cái cây như thế này thì có thể là cái năng suất của nó mà khi chúng tôi trồng từ năm 2015 thì nó có từ khoảng 20 đến 40 kg trên một cây. Qua kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy quả Magic S có tác dụng cải thiện thị lực, phòng chống ung thư, giúp xương chắc khỏe, chữa các bệnh mãn tính, làm sáng da, chữa tăng huyết áp, bảo vệ tim mạch, giảm lượng đường trong máu. Đặc biệt, trong quả Magic S còn có các chất chống oxy hóa, có cơ chế bảo vệ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và đông máu. Với những ưu điểm vượt trội, cây Magic S hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng cho nền nông nghiệp Lâm Đồng nói riêng và của Việt Nam nói chung, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp.